Oh, màu rồi. Xem rồi. Màu rất đẹp. Để xem. Đây là hàng không hóa chất, không tỏi clo nha. Thì Ngọc Toàn đang quay video cho bạn xem nè. Và cho các cộng tác viên nè. Hàng làm thủ công mình chè rất là kỹ, mỗi con mình chè tầm cũng phở 2 phút. Đó. Đó. Bên trong nó quẩn quýnh vài hột két nè. Hột két nó không sao, các bạn mấy bạn chỉ cần lấy cái mũi gì nhọn nhọn bạn khư nó rớt đây thôi. Đó. Hàng này là mình tỏi thì nó sẽ trắng trắng cái phần này, bên này cũng trắng, còn bên này mà hàng mình thì như chúng tôi này là hàng đẹp. Đó. Xem đẹp cực kỳ đẹp, đẹp đẹp dễ mang luôn. Chưa đẹp chưa. All right.